Mọi người nhá, đây là hàng đi cho khách sỉ vào cầu nhá. Đây, đây những người đóng thùng cực khổ vào cầu nhá, rất là cực khổ luôn. Ai đóng thùng đâu? Đây, khuôn mặt đóng thùng. Và đây là mấy anh shipper lấy hàng nha. Đây nè, rồi. Anh luôn, anh ơi. Chúng ta anh cả. Đây, rồi, rất là đẹp trai. Rồi em cảm ơn nha. Rồi em, rồi hai người này nữa nha, người đóng thùng, đây là người đóng thùng. Rồi đây là đoàn sĩ đoàn 207 của anh em nha. Còn người đóng ở trong nữa. Rồi siêu nhí luôn. Rồi em chào mọi người nha, em cảm ơn rất là nhiều.